Xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách chúng ta xử lý một cái file ảnh cổng rất là đơn giản thôi. Thì ngoài những cái chỉnh gia thì cái phần quan trọng nhất là chúng ta xử lý nắng bóp làm sao mà cho cái file ảnh của chúng ta trở nên đẹp và nhìn nó nói chung là dễ nhìn và đẹp nhất có thể ha. Rồi đây là cái cách chỉnh cơ bản, mình chia sẻ các bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo cái video này. Cái phần này bằng cái lệnh copy ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chấm sơ cái phần này ha. Thường thì mình sẽ làm bằng cái cách là chúng ta sẽ nhân lên một lớp layer và các bạn sẽ chọn thêm một lớp layer ở phần dưới nữa. Ok, các bạn kéo lên đó. Rồi thì đó là cái cách cơ bản đó. Rồi thì cái đó là cái bước mình thấy nó đơn giản, mà các bạn thấy nè, khi mà các bạn kéo lên như vậy á thì nó chỉ biến dạng nhẹ thôi. Thì cái phần này á các bạn có thể tham khảo ha. Đó thì đây là cái cách mà mình xử lý cái dạng ảnh nọng mà hơi nhiều sệ xuống như vậy. Rồi mình sao lại, thì các bạn có thể bóp thêm cái dáng của cô dâu này nha, cho cô dâu này nó hơi mập một chút, nên mình sẽ ở đây cái phần bông á, thường mình sẽ cắt nó bị mất á, nên các bạn lấy lại bằng cách các bạn lấy cái laser gốc hả. Các bạn muốn giữ được những cái bông này nè, các bạn dùng cái công cụ là cái kéo nè, đó các bạn chỉ chọn 40% tolerance ha, click vào thì chúng ta sẽ giữ được những cái bông li ti đó. Cái bông li ti này thì thường chúng ta cắt nó rất là dễ bị mất, với lại chúng ta không biết cách cắt á thì nó sẽ không có đạt cái không, nói chung là không giữ lại được những cái bông đó, thì nhìn hình rất là xấu và nhìn nó kỳ kỳ sao ha. Rồi tương tự như thế thì đối với cái tấm ảnh này chú rể cũng vậy thôi. Cái tấm ảnh này cũng là hình lớn luôn, nhưng mà do khách chụp bằng điện thoại gửi cho mình xử lý, nên mình sẽ xử lý làm sao mà cho nó đẹp. Cái nọng của chú rể cái phần này á, chúng ta dùng cái lệnh liquid á, chúng ta đẩy lên nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn ha. Ở đây thì mình sẽ dùng cái liquid này đó, các bạn đẩy lên nó sẽ hiệu quả hơn. Trong cái trường hợp này thì đơn giản rồi, tại vì cái phần này nó nồng nhiều nên mình đẩy lên nó dễ hơn. Còn cái kia thì còn cái tấm này thì do cái nồng nó xề xuống, nếu như mình kéo nếu mình bóp thì nó rất là dễ bị biến dạng và hình nó sẽ không được đẹp lắm. Rồi ok, thì đó là cái cách mà mình xử lý cái file ảnh này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn. Rồi nếu các bạn nào thấy cái nội dung này hay hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ các bạn những kinh nghiệm mà mình biết được trong quá trình xử lý ảnh cũng như làm ảnh dịch vụ. Rồi thì các bạn có thể bóp những cái thêm cái tấm ảnh này thêm một tí nữa ha. Đối với những hình lớn thì các bạn chú ý là các bạn sẽ chỉnh từ phần, mình phải chia ra từ phần để mình chỉnh. Thứ nhất là mình chỉnh cái cô dâu làm sao mà cho nó đẹp trước, rồi sau đó mình quay qua mình chỉnh chú rể. Cái phần nắng bóp rất là quan trọng trong cái ảnh cổng ha, nên chúng ta cần phải lưu ý. Mỗi người có một cách chỉnh, nhưng theo mình thì mình chỉ chỉnh tương đối thôi. Nếu như khách hàng yêu cầu làm thêm mình mới làm. Rồi thì các bạn tiếp theo là các bạn phải chỉnh con mắt của cô dâu nè, phải trông lên ha. Đặc biệt là mắt cô dâu phải trông lên, và mắt chú rể cũng vậy. Mắt chú rể nó hơi nhỏ nên chúng ta cần phải chỉnh cho mắt chú rể to lên, rồi chúng ta sẽ làm con mắt trông lên lại thì hình của chúng ta nó mới đẹp được. Các bạn dùng cái lệnh liquid ha, các bạn chọn AI để chỉnh. Photoshop từ 2017 trở lên nó đã hỗ trợ cái lệnh này rồi, nên các bạn có thể cài từ bản 2017 nha. Ở đây thì cái phần mắt của chú rể nó hơi bị xấu ha. Các bạn thấy nè, cái phần mắt này nè và phần mắt bên đây nó rất là xấu ha, nên chúng ta cần phải copy. Thì cái cách copy rất đơn giản, các bạn dùng plain time ha, các bạn chụp hình bên đây, mình đưa qua đây đó, vậy là xong. Đương nhiên rồi, các bạn cần phải chú ý cái phần bên đây nè, nó bị mất nên các bạn cần phải copy cái phần này, chọn Z đưa qua lật lại đó. Nó hơi phiền một chút ha, rất là phiền, nó hơi khó một chút ở chỗ này đó.
các bạn dùng gươm bôi lại. Đối với một file hình lớn thì các bạn cần phải xử lý. Nó hơi khó là do cái file ảnh này á, nó hơi bị ao nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ làm trắng răng. Thì cái action trắng răng và cái phần này á, mình để link với phần mô tả của video. Các bạn nào quan tâm thì cứ tải về và sử dụng hoàn toàn miễn phí ha. Rồi thì bây giờ các bạn có thể sử dụng cái action mình chia sẻ để làm cái tấm ảnh này đẹp hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái action làm trắng răng. Mình sẽ kết hợp nó với cái phần cái này. Các bạn chạy action thì nó sẽ tạo cho mình một lớp mặt nạ ha, để các bạn có thể làm sáng mắt lên nè và sáng răng lên nè. Đó à, cái chú ghế thì sáng răng rồi nên mình không chỉnh thêm theo cái màn hình của mình. Rồi đó, thì các bạn thấy đây là cái bước cơ bản để chúng ta xử lý một cái file ảnh cổng. Nó tuy nó đơn giản nhưng mà các bạn cần phải để ý rất là nhiều những chi tiết ha. Rồi ok, thì đây là cái nội dung mà mình chia sẻ trong cái video này. Xử lý một cái ảnh cổng cơ bản làm trắng răng và đẹp cái file ảnh ha. Nói chung là cái phần này là phần chỉnh sửa thôi. Còn cái phần da với màu thì các bạn có thể tham khảo những cái video trước mà mình đã chia sẻ. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đối với tấm ảnh này cũng y vậy luôn. Hình hơi xấu nên mình phải cần tăng nét nhiều hơn ha. Xin chào.